how to get out now. Watch up! Easy. Mình biết là không có con Blue mà mình chỉ giả vờ để thử lòng các bạn thôi. Nó đang kêu là đầm xúc phạm chết GMM. Tối tao kêu người report Facebook chết mẹ đầm dám đụng chạm với những người hói tóc. Tao có một hộ 50.000 người. Chết mẹ em rồi. Nếu mà tối mà Facebook mình bị khóa là tại hàng Ren nha. Public hết những cái gọi là cái lời đe dọa của nó lên đây. I am so good at this game. Mouthfight, I'm not letting you get level 6! Do not turn level 6, Mouthfight. Do not turn level 6! I'm sorry. Yo, watch out, bitch! Oh shit. Then you top lane are out. What? Oh.
What? Oh my god, fucking hell! Are you... La torreta del carril central. Uy, atento Rakis. Sí, sentencia de muerte, pero es demasiada línea frontal. Se interpone Shadow. Se sacrifica si es necesario. Se tienen que llevar la torreta al menos por su asesinato. Que valga la pena. Recordado entonces. Uy, cuidado. Ojo, mira, ahí va. Por más. Ahí estaba. Mira esa sesión muy buena por parte de los chicos de Calejé. Lo que están jugando. Dios mío. La respuesta implacable. Oh! Oh, that's the most flattering thing anyone's ever said about me. Go, go, go! Idiot. My thing. I have my runic. I'm so fucking bad. Yes. Oh man, that was very stressful to get those CS. Huh? Oh, look at my AP, dude. Look at my AP. Check this out. Sync, dude. Yes! Oh my god, yes, 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 yes! Yes! I actually one-shot him with the flag! Come here, boy! Sink! I love this champion! Watch this! No look, dunk! Dunk! Wait, what? Whoa, dunk! Okay, what's going on, dude? What is going on? Oh! Oh! Yep, that's me. I'm a god. The